phòng tiến quân đi mở đường, nghe sông núi ngân vang câu ca lên tiếng kèn trong ý cứu nước. Trong giây phút thiêng liêng nghe sao rừng như ngọn lửa trong muôn trái tim, Bác Hồ đã kêu gọi đoàn ta tiến lên giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước. Ai ngăn đường ý chí đang sùng sôi, tiếng gọi anh chơi ta cùng đi đường chống mỹ, dù gian nan bên chí bên ngang ta là thanh niên đường thống nhất cùng xây nên, trong phong bì ta trưởng thành vươn sáng lên cả tuổi xanh, đường ta xây nên vinh quang Bắc Nam đang đợi chờ, tay và núi sông trong bom đạn vẫn không ngừng yêu gương chiến đấu, trong những lúc gian lao luôn tự hào ta là người sung phong tiến lên, có đảng có Bác Hồ lòng thêm vững tin, giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước, ai ngăn đường ý chí đang sung sôi, theo tiếng gọi anh trôi ta cùng đi đường chống mỹ. Chỉ bên gác ta là thanh niên đường thống nhất cùng xây nên, trong khó nguy ta trưởng thành vững sáng lên được tuổi xa. Xung phong tiến quân đi mở đường, nghe sông núi ngân vang câu ca lên tiếng kèn trong ý cứu nước. Trong giây phút thiêng liêng nghe sao rừng như ngọn lửa trong muôn trái tim, Bác Hồ đã kêu gọi đàn ta tiến lên giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước. Ai ngăn đường ý chí đã sung sôi, chơi ta cùng đi đường chống mỹ, dù gian nan bên chí bên ngang ta là thanh niên đường thống nhất cùng xây nên, trong khó nguy ta trưởng thành vững sáng lên cả tuổi xanh, đường thống nhất cùng xây nên, trong khó nguy ta trưởng thành vững sáng lên. Huyện Quyến Thị xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa thay mặt những người làm chương trình xin phép được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các đồng chí cựu thanh niên xung phong lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.